người này, không để nó sống yên ổn được. Vậy thì hạ màn nhé. Nhưng được cái thoát thân hiệu quả. Tất cả là do em, anh tha thứ cho em đi ạ. Làm sao không? Có anh ở đây rồi, em bình tĩnh đi. Anh ơi, em đang ngủ tự dưng hắn ta lao vào em. Sau đó thì Huyền, em đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Trả lời cho anh biết, nó đã làm gì em? Anh bảo công an, loại người này không để nó sống yên ổn được. Anh đừng anh ơi. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì em không còn mặt mũi gì để nhìn ai nữa mất. Thôi rồi, em đừng khóc nữa. Anh sẽ không báo công an nữa. Nhưng mà chuyện này nhất định anh không thể nào bỏ qua được. Em uống cái gì đấy? Em uống viên dạ dày Fukoidan của Kohino, có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, hành tá tràng, các trường hợp viêm loét dạ dày, viêm hang vị, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày HP. Em uống vào rồi thì đỡ nhiều lắm. Đỡ rồi thì mình đi ngủ thôi. Ok anh. Hôm nay em hơi mệt, anh đi ngủ đi nhá. Vâng, em nhớ chứ. Nhưng mấy hôm nay lão nhà em để ý kinh quá. Ok anh, yêu anh nhiều lắm. Anh cứ yên tâm đi công tác đi nhá, không cần phải suy nghĩ nhiều quá về em đâu. Ừ, anh biết rồi. Mà dạo này ấy, anh thấy sắc mặt của em tươi tỉnh hơn rồi đấy. Em khỏi bệnh đau dạ dày rồi à? Ừ. Từ ngày uống viên uống Fukoidan của Kohino, bệnh dạ dày của em đỡ nhiều rồi. Ừ. Em ở nhà nhớ chú ý an toàn, khóa cửa cẩn thận. Đợi một thời gian nữa thôi, anh tìm nhà mới rồi chúng mình chuyển nhá. Đến lúc đấy anh mới yên tâm mà lo sự nghiệp được. Em biết chưa? Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi nhá. Nhớ phải cẩn thận đấy nhá. Anh đi đây. Ừ.
mà tổn thương tâm lý ấy, mẹ chết đi được. Biết, anh Phương. Giờ anh bù đắp nhé. Anh. Cô. Em tưởng anh đi làm. Tôi biết ngay là có chuyện mờ ám à. Mày. Mày chính là thằng hôm nọ có đúng không? Còn tất cả mọi chuyện đều là cô dựng lên. Có đúng không? Cái gì mà em sợ? Cái gì mà em không còn mặt mũi nào để gặp mọi người? Cô không muốn làm to chuyện hay là cô cố biện chuyện để che giấu sự thật ghê tởm mà cô đã làm sau lưng tôi? Hả? Anh làm gì đấy ạ? Mày. 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 Anh, mày. Anh làm cái gì đấy? Hả? Cũng là. Anh ơi. Anh có sao không? Anh ấy giết người đấy à? Bây giờ hai người còn lo cho nhau cả. Tình cảm của hai người khăng khít quá đấy. Anh hiểu chuyện rồi đúng không? Vậy thì hạ màn nhé. Đúng. Tôi chính là thằng hôm trước ở nhà anh đấy. Anh không ngờ đúng không? Điều thú vị đó là tôi đã ở nhà anh, ăn ngủ với vợ anh mỗi khi anh vắng nhà đấy. À, chuyện hôm trước ấy là do vợ anh nghĩ ra đấy. Trông thế này mà ghê gớm ra phết. Hơi mang tiếng tí nhưng được cái thoát thân hiệu quả nhá. Thằng khốn nạn! Anh ơi, em xin anh, lỗi tất cả là do em anh ạ. Cô, mày! Anh ơi, em xin lỗi. Còn cô, cút ngay ra khỏi nhà tôi! Anh ơi, em xin anh, anh đừng đuổi em xin anh. Tất cả là do em, anh tha thứ cho em đi ạ. Em xin anh. Điều kỳ diệu.